Rồi, trong video này á thì thầy sẽ giúp các bạn trong quá trình học tiếng Anh á, chúng ta hay dễ bị lẫn lộn giữa hai cách dùng cái chữ like và cái chữ s để các bạn nha. Đó, chữ like và s. Thế thì nó trong tiếng Anh á, hai cái này á nó có những cái sự tương đồng và cái sự khác biệt nhất định. Ví dụ này, các bạn lưu ý này, cái chữ like thì chúng ta dịch sang tiếng Việt là giống như là nhưng, đúng không? À, và như cái gì đó, đúng không? Cái này cũng là như, nhưng cái này nó không nhất thiết, nó không phải luôn luôn là như, mà trong những trường hợp khác á, nó sẽ có nghĩa tiếng Việt như là với tư cách là cái gì đó, hay là như là một cái gì đó, vân vân. Đó, thì thực ra để mà thầy giảng giải sang tiếng Việt ấy, thì các bạn rất khó hình dung. Chỉ có cách thầy dùng tiếng Anh và thầy lấy những cái ví dụ tiếng Anh thì các bạn hiểu được cái cách người ta dùng. Ví dụ như thế này nha, thầy lấy một cái ví dụ thứ nhất này. As your father, I help you as much as I can. Vậy thì cái từ như này á, cái từ as này là như, đồng ý là như. Nhưng mà trong câu này mình phải dịch thế này: với tư cách là cha của bạn, với tư cách là người cha của bạn, tôi sẽ giúp bạn nhiều nhất trong khả năng tôi có thể. Có nghĩa là trong trường hợp này mình dịch sang tiếng Việt cho nó dễ hiểu hơn là: với tư cách là cha của con mà, thì cha sẽ giúp con nhiều nhất trong khả năng của cha có thể, đúng không? Đó. Vậy thì cái chỗ này á, cũng là cái từ như, như người cha của con. Đó, các bạn hình dung được chưa? Nhưng hay là chúng ta hiểu sang tiếng Việt là với tư cách là người cha của con cũng được. Đó, vậy thì trong trường hợp này á, mình phải hiểu rằng á, là cái người nói đây này, cái người đang nói á, là cha của cái người đang nghe. Đó, các bạn thấy cái cách thứ nhất mà khi cái cách hiểu của từ as thì chúng ta viết trong trường hợp này là nó như vậy. Để thầy lấy cái ví dụ thứ hai thì các bạn hiểu ngay cái sự khác biệt của nó này. Like your father, I help you as much as I can. Như cha của bạn, như giống như cha của bạn, tôi sẽ giúp bạn nhiều nhất mà tôi có thể. Đúng chưa? Vậy thì chỗ này á, giống như người cha của bạn á, tôi á là người không phải người, mặc dù tôi không phải là người cha bạn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng giúp bạn nhiều nhất có thể, giống như người cha của bạn đã làm đó. Thì trong trường hợp này á, là người nói không phải là cha của cái người nghe, nhưng ao ước, cái người nói ao ước là hành động như một cái cách giống nhau đối với người cha. Có nghĩa là ao ước là giờ hành động giống với cái người cha đó, để giúp cái người kia đó. Vậy thì trong hai cái ví dụ này, để các bạn thấy rất rõ là này, trong trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai là chúng ta phải dùng cái từ like, chứ chúng ta không thể dùng từ as được. Đó, các bạn lưu ý nha. Đó, cái người đó, thì chỉ những cái ví dụ cụ thể vậy thì các bạn mới thấy cái sự khác biệt của nó. Đây, thầy ví dụ tiếp cho các bạn này nha. Đây, tiếp tục này. We use like. Chúng ta dùng cái chữ like, nhưng không phải dùng cái chữ as. Để sao? Để compare, để so sánh hai thứ hoặc là nhiều thứ với nhau. Đó, đó là sự khác biệt tiếp theo mà các bạn cần phải nắm rõ chỗ này cho thầy. Đây, so sánh hai thứ hoặc là nhiều thứ với nhau nha. Chúng ta dùng từ like nha. Nhớ nha, không được dùng as nha. Đây, thầy ví dụ này. She's got a headache like me. She's got a headache like me. Cô ấy bị đau đầu giống như tôi đã đau đầu. Vậy thì so sánh hai vật hay hai người, chỗ đây chúng ta dùng like chứ không được phép dùng as. Ok. Vậy thì đây, nếu mà người nào không hiểu được cái cách dùng like với as này á, mà với as mà các bạn trong câu này các bạn dùng nè. She's chỗ này có s nha các bạn nha. She's got a headache as me là không đúng. Đó, chữ s lúc này là không cho phép dùng. Đó, not use là không được dùng. Không được dùng cái chữ s này. Đó, các bạn hình dung được chưa cái sự khác biệt tiếp theo của nó đó. Để chúng ta khi sau này chúng ta dùng tiếng Anh, chúng ta viết, chúng ta nói tiếng Anh để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta dùng nó không bị sai nha. Nhớ nha, khi so sánh giữa hai thứ, hai động vật, hai người gì đó hoặc là nhiều. Rồi, tiếp theo này các bạn nhìn nha. When we compare appearance or behavior, we use like. Khi chúng ta so sánh diện mạo hoặc hành vi thì chúng ta phải sử dụng chữ like. Đó, tiếp theo là chúng ta được phép dùng like tiếp theo, cũng không được dùng as. Đó, nhớ thầy nha. So sánh này, so sánh diện mạo, đó, vẻ bề ngoài sự hiện diện mạo hoặc là hành vi.
diện mạo hoặc là hành vi nha. Đây, this house looks like a bug box. Cái ngôi nhà này trông có vẻ, nhìn có vẻ như là một cái hộp. Thì lúc này như này đó, chúng ta không được dùng cái chữ as chỗ này. Nếu các bạn đưa as vô chỗ like này là không được, nhớ nha, không được dùng as đó. So sánh diện mạo mà, đây diện mạo này các bạn này, appearance, diện mạo. Đấy, diện mạo ngôi nhà này trông giống như một cái hộp. Đó, so sánh diện mạo là để chúng ta hiểu được là trong trường hợp này như vậy nha. Ok, đó, đến cái tiếp theo là các bạn để ý là hồi nhờ nãy giờ đó, thầy tập trung cho cái trường hợp dùng like. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ tập trung cho cái trường hợp dùng as, thì các bạn hiểu hơn nữa này. Đây, as is commonly used to talk about jobs. As thì được dùng một cách rất là phổ biến để nói về cái gì? Để nói về công việc. Này, để nói về công việc này các bạn. Đó. Vậy thì khi đã nói về công việc thì chúng ta không có dùng like mà chúng ta dùng as. Các bạn nhìn đây. He worked for a long time as a teacher in Africa. Anh ấy làm việc trong một khoảng thời gian dài như là một giáo viên ở châu Phi. Đó, vậy thì chỗ này dùng as. Khi chúng ta nói về công việc mà, đây, công việc này, teacher là người giáo viên đó đúng không? Chúng ta nói về công việc thì nói việc này, jobs để nói về công việc thì chúng ta phải dùng as chứ không thể dùng chỗ like. Like chỗ này là sai nha. Like chỗ này là sai. Đó, tiếng Anh nó có cái đặc thù vậy các bạn. Cứ chúng ta hiểu cách người ta dùng thì chúng ta dùng lại, chứ chúng ta dùng không đúng là nó trái ngoe rồi đúng không? Đó. He worked for a long time as a teacher in Africa. Anh ấy làm việc trong một khoảng thời gian dài như là một giáo viên ở châu Phi. Đó, như vậy là sơ lược trong vòng gần đây hơn 7 phút 8 phút này á, thầy đã giúp các bạn chúng ta đã có cái nhìn cơ bản nhất. Đó, khái quát nhất về cái sự phân biệt cách chúng ta dùng cái chữ like và cái chữ as trong tiếng Anh. Đó, đó cũng là cái mong muốn rằng qua cái video này thầy mong muốn rằng các bạn được cải thiện tiếng Anh và các bạn học tốt và các bạn dùng tiếng Anh tốt nha. Rồi, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận nhiều cái video hay tiếp theo của thầy nha. Rồi, thầy chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.